bao nhiêu người đã có những mục tiêu năm 2017 rồi, giơ tay lên. Bao nhiêu người còn đang mơ hồ về những mục tiêu của mình, giơ tay lên nào. Đang mơ hồ, hoàn toàn bình thường, không sao cả. Bao nhiêu người có mục tiêu rồi nhưng chưa có cái chiến lược nào để đạt được mục tiêu, giơ tay lên nào. À, hôm nay khi mà tôi đặt ra một câu hỏi như này, chúng ta sẽ phát hiện ra có một cái điều đặc biệt là có rất nhiều người thì muốn rất nhiều, muốn nhiều lắm, cái gì cũng muốn, nhưng mà hỏi làm thế nào đạt được nó thì lại không biết làm sao để đạt được nó.